bạn cấp tốc mở ra nhạc như thế này. Thì các bạn cùng theo dõi mà làm nhé. Đầu tiên tôi chuẩn bị với anh em cái kích thước là 20 cm. Ta bắt đầu lắp mặt bình chén. Ta mở ra và lắp thêm 2 đường ngang. Quá trời.
akin. Cái con nhỏ như thế này.